Nhiều người Nga tới Mariupol tìm mua những căn hộ giá rẻ, view biển, với niềm tin thành phố cảng sẽ hồi sinh sau hơn một năm Nga kiểm soát. Sau khi quân đội Nga kiểm soát thành phố cảng Mariupol ở miền nam Ukraine hồi tháng 5 năm ngoái và bắt đầu chương trình tái thiết, nhiều dãy nhà mới mọc lên, thay thế cho những công trình đổ nát vì bom đạn. Liên Hợp Quốc cho hay trong 80 ngày Nga vây hãm Mariupol, khoảng 90% công trình ở thành phố hư hại hoặc bị phá hủy. 350.000 người trong tổng số 430.000 cư dân ở Mariupol đã rời thành phố vì chiến sự. Hai tháng sau khi lực lượng Nga kiểm soát thành phố, Viện Quy hoạch Đất đai Thống nhất Liên bang Nga công bố tài liệu quy hoạch, vạch lộ trình xây dựng nhà ở trên diện tích hơn 8.7 triệu mét vuông ở Mariupol đến năm 2035. Nga đổi biển báo giao thông sang tiếng Nga, đưa sách giáo khoa vào trường học và thúc đẩy cấp hộ chiếu Nga cho người dân Mariupol. Đây cũng là lúc nhiều người Nga kéo tới Mariupol để sở hữu bất động sản tại thành phố ven biển này. Nhiều người tìm thông tin mua nhà tại Mariupol qua mạng xã hội VKontakte của Nga. VKontakte có khoảng 100 nhóm chuyên đăng quảng cáo về mua, bán, cho thuê bất động sản ở Mariupol. Một số người sẵn sàng mua và cải tạo những ngôi nhà đã bị tàn phá nghiêm trọng trong chiến sự. Oisia, cư dân đến từ thành phố Om của Nga, cho rằng quyết định tìm mua nhà ở Mariupol sẽ là khoản đầu tư tốt. Tôi nghĩ rằng thành phố sẽ trở thành điểm đến du lịch và nghỉ dưỡng nổi tiếng. Tôi không bận tâm việc nó bị hư hại do giao tranh. Chuyện tồi tệ nhất đã qua rồi, ông nói. Vị trí gần biển là một trong những lý do người Nga chọn Mariupol làm điểm đến, đồng thời tin rằng nơi đây sẽ thu hút khách du lịch. Osana, người đến từ Cộng hòa Tatarstan thuộc Nga, nói rằng bà luôn mơ đến viễn cảnh sống gần biển. Mục tiêu của tôi là sở hữu căn nhà rộng ít nhất 180 m², bà nói. Vladimir cho hay ông đã bán căn hộ tại thành phố Murmansk, miền Bắc nước Nga và sẽ sớm dọn đến căn nhà ở Mariupol cùng gia đình. Đây sẽ là một thành phố xinh đẹp, ông nói. Vladimir cho hay giá nhà rẻ là lý do ông chọn mua bất động sản ở Mariupol, nhưng quan trọng hơn vẫn là view hướng biển. Tòa chung cư Zhomna Nakhimova mới được một công ty tư nhân Nga xây dựng cạnh đại lộ Nakhimov, nằm ở phía tây trung tâm thành phố Mariupol. Chủ đầu tư cho biết hầu hết căn hộ đã có người đặt mua, với giá một căn hộ 35 m² là 3.5 triệu ruble, khoảng 37.500 đô la Mỹ, tương đương 1.100 đô la Mỹ mỗi mét vuông. Số liệu từ Global Property Guide cho thấy, một căn hộ 120 m² ở trung tâm Moscow có giá hơn 1,4 triệu đô la Mỹ, tương đương hơn 11.000 đô la Mỹ mỗi mét vuông. Giá nhà ở St. Petersburg là hơn 4.800 đô la Mỹ một mét vuông. Thời gian qua, truyền thông Nga không ngừng đưa tin thành phố Mariupol đang được tái thiết với tốc độ kỷ lục và nhịp sống đang trở lại bình thường. Ở những nơi đổ nát giờ đây, đã xuất hiện các dãy nhà mới, nhà trẻ, trường học. Mọi thứ đang được phục hồi với công nghệ hiện đại nhất, kênh truyền hình Russia 1 cho hay. Hình ảnh vệ tinh được BBC phân tích cho thấy, nhiều ngôi nhà cao tầng đã xuất hiện ở những khu dân cư, chủ yếu ở vùng ngoại ô. Một khu nhà cao tầng mới cũng được xây ở rìa phía tây bắc của thành phố. Theo thống kê từ công ty xây dựng PPKEZ của Nga, tính đến tháng 3, hơn 1.800 tòa nhà được khôi phục, 36 tòa chung cư được tái thiết, 321 công trình xuống cấp đã được tháo dỡ. Tuy nhiên, hình ảnh vệ tinh cũng cho thấy, khu vực bị tàn phá ở Mariupol hiện còn rất lớn. Một vài nơi tại trung tâm thành phố, nhiều ngôi nhà bị tốc mái chưa được sửa chữa. Alexander, nhân viên nhà máy thép Azovstal, nơi từng là thành trì cuối cùng của lực lượng Ukraine cố thủ tại Mariupol, cho hay mới chỉ 10% các ngôi nhà bị hư hại trong giao tranh được phục hồi. Alexander cho rằng việc tái thiết đang được thực hiện rất nhỏ giọt. Họ tháo dỡ tòa chung cư hư hại và để lại một hố lớn trên nền đất, không đặt bóng, không làm gì cả, ông nói. Dù vậy, khách hàng tìm mua nhà ở Mariupol vẫn bày tỏ lạc quan. Tất nhiên là người Ukraine đã phá hủy thành phố, nhưng Nga sẽ hồi sinh nó từ đống đổ nát, thậm chí còn to đẹp hơn trước đây, Vladimir nói. Trong khi đó, Osana, đến từ Cộng hòa Tatarstan, lại lo lắng về khả năng lực lượng Ukraine giành lại thành phố vào một ngày nào đó, khi họ đang phát động chiến dịch phản công quy mô lớn ở miền Nam và miền Đông, trong đó Mariupol là hướng trọng điểm. Una Hathaway, giáo sư luật của Đại học Yale, nói rằng, trong trường hợp quân đội Ukraine tái kiểm soát Mariupol, quyền sở hữu bất động sản của những người Nga tại đây có thể vô hiệu, đồng nghĩa họ sẽ mất trắng khoản đầu tư này. Nhưng điều đó không làm Osana chùn bước, tôi vẫn không từ bỏ giấc mơ có nhà gần biển, bà nói. Mục tiêu của tôi là phải mua bằng được căn hộ có diện tích tối thiểu 180 m². Cảm ơn các bạn đã xem bản tin.